không còn đơn giản chỉ là một thiết bị nghe gọi và truy cập mạng Internet mà phục vụ đa dạng nhu cầu của con người. Dù là hệ điều hành nào thì cũng có một kho ứng dụng khổng lồ để lựa chọn. Tiến bộ của công nghệ và trải nghiệm người dùng đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường thiết kế ứng dụng di động. Chính vì thế mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng nằm trong cuộc đua công nghệ di động nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, thấu hiểu khách hàng, đưa lại những thuận tiện trong tương tác và sử dụng dịch vụ. Khởi nghiệp Việt đã nắm bắt xu thế này như thế nào? Họ gặp những thuận lợi và trở ngại gì? Quốc gia khởi nghiệp xin kính chào quý vị khán giả. Tại Việt Nam có tới 70% người dùng điện thoại di động, trong đó chủ yếu là các smartphone. Smartphone và các thiết bị thông minh thì đang tạo ra những mô hình kinh tế mới bùng nổ và giúp tạo ra được những sự thay đổi vô cùng lớn cho nền kinh tế. Vì sao các thiết bị thông minh cũng như là smartphone lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời với các khách mời trong Quốc gia khởi nghiệp hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ứng dụng di động trở thành một bộ não khi có thể điều khiển tất cả các cái ứng dụng Internet of Things xung quanh công việc và cuộc sống. Ngày hôm nay thì chủ đề ứng dụng di động, chúng tôi sẽ tham gia để cùng chia sẻ với quý vị là những cái điều thú vị liên quan đến việc này. Anh Đỗ Hữu Hưng, giám đốc điều hành AccessTrade, có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Internet, 5 năm làm việc tại tập đoàn FPT, là diễn giả tại diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2019 với chủ đề xu hướng ứng dụng di động. Từ năm 2016 tới nay, anh Hưng gắn bó với AccessTrade, doanh nghiệp khởi nghiệp có sự hậu thuẫn từ Nhật Bản cung cấp dịch vụ quảng cáo tiếp thị trực tuyến. AccessTrade là đối tác của hơn 150 thương hiệu lớn và gần 200.000 nhà phát hành trên toàn hệ thống. Xin được cảm ơn anh Đỗ Hữu Hưng đã nhận lời tham gia chương trình Quốc gia khởi nghiệp của chúng tôi. Thú thật với anh, khi mà tôi nhận cái chủ đề này là cái xu hướng di động và liên quan tới những thiết bị thông minh ấy, tôi nghĩ rằng đó là một điều gì đó rất hiển nhiên mà đôi khi chúng ta không cần phải tìm hiểu. Nhưng đến khi mà Thụy Vân tìm hiểu về cái chủ đề mà anh đã tham gia với vai trò là diễn giả trong diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2019, thì tôi thấy rằng cái xu hướng di động nó cực kỳ rộng lớn luôn và tạo cơ hội cho rất nhiều các startup có thể phát triển được. Anh có thể nói rõ hơn về cái chủ đề mà anh đã tham gia với vai trò diễn giả không ạ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn từ góc độ của một người dùng. Book xe, Grab, gọi đồ ăn chúng ta dùng Foodie. Chúng ta book vé máy bay, chúng ta sẽ dùng CGV app. Chúng ta làm mọi thứ, đúng không ạ, là bằng app. Chính vì vậy nên là hiện nay thì ứng dụng nó đã chiếm đến 70-80% traffic, tức là cái lượng truy cập trên toàn thế giới. Còn trong thương mại điện tử, e-commerce thì năm ngoái ở toàn thế giới nó khoảng 2.200 tỷ đô. Thì e-commerce nó đã chiếm đến gần 50% con số như vậy. Và điều quan trọng là trong cái thời gian tới thì cái trending về sự dominate của mobile càng tăng. Có thể nói rằng là cái xu hướng ứng dụng di động ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào những thiết bị thông minh phải không ạ? Thực tế thì bất kỳ một cái xã hội nào thì người ta cũng đều lấy cái người dùng khách hàng làm trọng tâm. Tức là nhu cầu người dùng quyết định cuộc chơi, không phải là các nhà sản xuất nữa. Thế thì làm nào để bạn hiểu người dùng? Ứng dụng di động hay những cái mobility device như là đồng hồ smartwatch hay là những cái kính giúp cho các cái doanh nghiệp thu thập được nhiều nhất về lượng data người dùng. Thì tôi có cảm giác như rằng cái xu hướng ứng dụng di động ấy, nó là một cái xu hướng tất yếu và dường như chỉ là duy nhất thôi. Thực ra thì ứng dụng di động nó nằm chung ở trong một cái bức tranh chúng ta gọi là digital economy, tức là một cái nền kinh tế số. Chúng ta cứ nói rằng là digital transformation hay là nền kinh tế số, nó chỉ đơn giản là việc là chúng ta thay việc làm bằng manual, chúng ta dùng một cái ứng dụng, nhưng không phải vậy. Nó thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm. Chúng ta sẽ xuất hiện những cái nền tảng mới giống như Grab, nó gọi là một super app. Chúng ta sẽ không được tưởng tượng được rằng trên thế giới có những cái chợ có đến hàng trăm triệu sản phẩm. Bạn không thể tìm một cái chợ vật lý nào như vậy, nhưng đó là Amazon. Chính vì vậy nên là cái ứng dụng di động nó là một trong những thứ tôi cho rằng nó là nền tảng rất quan trọng, vì nó kết nối các cái hạ tầng về viễn thông, về 5G với người dùng. Và chính vì trên cái platform như vậy thì rất nhiều cái cơ hội được nảy sinh, được sinh sôi. Vậy thì cái gì đang tác động vào cái xu hướng ứng dụng di động này để giúp cho nó phát triển hơn ạ? Bất kỳ một cái động lực nào thúc đẩy một cái xu hướng phát triển thì nó đều diễn ra từ hai góc độ. Là đầu tiên là phải người dùng. Bây giờ các bạn sẽ thấy là ai cũng dùng di động rồi. Và đặc biệt hơn, di động lại còn cho phép là chúng ta đo được sức khỏe. Chúng ta cũng muốn theo dõi con cái đi đâu, có thể bị như cái câu chuyện chúng ta không mong muốn, thì với ứng dụng di động chúng ta vẫn có thể biết được rất nhiều câu chuyện như vậy. Chính vì vậy nên người dùng rất là promote cho cái xu hướng này. Cái điều thứ hai đó là nền kinh tế hiện nay khi mà digital ra đời cho phép chúng ta lấy data làm một cái nguồn nguyên liệu mới. Nó cho phép chúng ta làm được nhiều hơn rất nhiều với những cái lượng dữ liệu chúng ta có. Mua sắm, học tập, giải trí, gọi đồ ăn, theo dõi sức khỏe hay là gọi xe, tất cả đều thông qua smartphone. Càng ngày thì những cú chạm trên điện thoại thông minh càng mang lại nhiều tính năng, tiện lợi cho người dùng. Không cần phải nói quá nhiều về việc những chiếc điện thoại này đang thay đổi cuộc sống như thế nào, dẫn đến việc thay đổi cả nền kinh tế.
Có thể thấy rất rõ các khởi nghiệp trẻ đã phải thích ứng với việc này khi gần như tất cả các khởi nghiệp, dù là ở lĩnh vực nào, đều đưa khởi nghiệp của mình lên các cửa hàng ứng dụng di động để tiếp cận người dùng song song với các hình thức khác, thậm chí phải khuyến khích người dùng tải ứng dụng bằng các chương trình khuyến mãi. Song song với đó, các doanh nghiệp cũng phải hối hả chuyển nhà lên đám mây điện toán, một phần nhằm tiết kiệm và giảm thiểu chi phí, một phần giúp họ thu thập và quản lý dữ liệu thông tin khách hàng tốt hơn, nhằm tối ưu hóa những trải nghiệm cá nhân trên dịch vụ của mình. Trong đó phải nói đến những khởi nghiệp dần phát triển thành siêu ứng dụng với đa dạng các dịch vụ, đơn cử như là Grab, Bi hay là GoViet. Không chỉ là ứng dụng gọi xe mà còn trở thành ứng dụng giao hàng, ứng dụng gọi đồ ăn để tăng khả năng cạnh tranh với các khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực, thậm chí là đánh chiếm thị trường của các lĩnh vực khác. Thế nhưng để dịch chuyển kịp thời và đáp ứng xu hướng ứng dụng di động này không phải chỉ là việc đổ tiền vào cho việc viết ứng dụng và chạy theo xu hướng công nghệ hiện đại nhất, mà cả những bài toán về nghiên cứu thị trường, thói quen và thị hiếu khách hàng, nhân sự có năng lực công nghệ cao, toàn là những vấn đề tiêu tốn khá nhiều tiền của. Và ngày hôm nay thì khách mời thứ hai của Quốc gia khởi nghiệp, có lẽ là anh ấy cũng sẽ có cùng quan điểm với anh, nhưng mà sẽ kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện của chính doanh nghiệp anh ý về cái câu chuyện dịch chuyển sang cái xu hướng ứng dụng di động. Bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật thứ hai. Nền tảng của chúng tôi là TopCV, và khi chúng tôi phát triển nền tảng này thì chúng tôi nhận thấy một cái tầm quan trọng của việc kết nối qua ứng dụng di động sẽ giúp cho việc tìm kiếm công việc cũng như là rất nhiều thứ khác trở nên tiện lợi, thuận tiện hơn và có cơ hội đem lại hiệu quả cao hơn. Và đó là cái mà người dùng ta cần. Anh Trần Trung Hiếu, sáng lập kiêm tổng giám đốc TopCV, hệ sinh thái hỗ trợ tuyển dụng toàn diện dành cho ứng viên và doanh nghiệp. Có 6 năm làm việc và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ từ lúc còn đang là sinh viên. TopCV khởi nguồn từ chính đồ án tốt nghiệp của Trần Trung Hiếu. Hiện TopCV có hơn 2 triệu người sử dụng thường xuyên, trung bình mỗi tháng kết nối thành công 50.000 người tìm việc tới nhà tuyển dụng. Ứng dụng TopCV trên điện thoại đạt 200.000 lượt tải. Tôi phải nói lại một lần nữa là chào mừng anh Trần Trung Hiếu đã đến với một trong những cái chủ đề mà tôi tin rằng rất nhiều quý vị khán giả quan tâm, đó là xu hướng ứng dụng di động. Theo như tôi biết thì là anh mới chỉ ứng dụng cách đây có 4 năm thôi đúng không ạ? Ít hơn. Trong khoảng 1 năm trở lại đây. Thì cách đây khoảng 5-7 năm, thực sự mình không thể nào nghĩ được là do cái nhu cầu, cái sự phát triển của xã hội thì đã có những người khoảng 1 năm 6 tháng họ đã thay đổi một công việc. Nhưng mà thực sự mình cũng nghĩ là một năm mà chỉ có gọi là tìm việc khoảng 1-2 lần thì họ đâu có nhất thiết là phải sử dụng một cái ứng dụng di động. Thế nhưng mà thực sự là trong khoảng 1-2 năm trở lại đây thì ai cũng có một cái smartphone và ai cũng có xu hướng là dùng thời gian cho điện thoại nhiều hơn trên máy tính. Và lúc khi mà mình nhìn nhận lại mình thấy là một năm họ có thể dùng 1-2 lần nhưng họ vẫn chọn cái sự lựa chọn là cài một cái ứng dụng tìm việc ở trên điện thoại và sau đó là tìm việc ở trên nó. Tôi đã tìm ra được cái người tiếp tay cho cái xuống nhảy việc bây giờ rồi anh Hưng ạ. Vâng, anh đã đưa ra một cái ví dụ tôi nghĩ rằng là cũng khá là đặc thù và khá là đặc biệt, khi mà cái câu chuyện là chúng ta tìm việc ấy, không ai nghĩ rằng là một cái ứng dụng về tìm việc lại được người ta quan tâm đến như vậy. Anh thì anh nghĩ sao về cái xu hướng ứng dụng di động hiện nay ạ? Là trong khoảng 3 năm đổ lại đây, các doanh nghiệp tuyển dụng có nhu cầu rất lớn về đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ lập trình viên. Và ngày xưa ấy, trong cái khoảng thời gian trước ấy, thì cái ngôn ngữ mà các doanh nghiệp hay tuyển dụng các bạn lập trình viên là lập trình .NET, là trên thiết bị của Windows. Sau đó dịch chuyển dần lên là các thiết bị liên quan đến laptop, website. Sau đó một khoảng thời gian nữa, cách đây khoảng 3 năm đổ lại, thì cái nhu cầu về tuyển dụng lập trình viên mobile trên di động ấy, thì tăng rất là cao. Và gần như là doanh nghiệp nào cũng sẽ có một bộ phận làm về mobile. Thì từ đó mình nhìn được một cái bức tranh toàn cảnh là rõ ràng là cái hơi thở của ứng dụng di động nó gắn liền với cuộc sống. Chưa nói tới cái câu chuyện về nhân sự vội, tôi thì nghĩ rằng là có thể có một bộ phận khán giả nào đó đang theo dõi Quốc gia khởi nghiệp của chúng tôi nói rằng ôi giời, hóa ra là cái xu hướng ứng dụng di động nó chỉ là cái việc là mỗi một công ty, mỗi một startup có một cái app. Nói thế có đúng không anh Hưng? Tôi nghĩ là nó là một cách hiểu ở một cái góc độ nào đó. Tuy nhiên thì nó đó chỉ là cái vỏ bên ngoài đấy. Quan trọng hơn là toàn bộ cái hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta cũng sẽ phải lấy cái app ra làm cái trung tâm trải nghiệm. Như Hiếu nói, trên app nó rất khác, trên PC nó rất khác, thì trải nghiệm khác. Và như vậy doanh nghiệp cần phải điều chỉnh các cái quy trình nội bộ. Thế nên là chúng ta cần phải nhìn chiều sâu hơn đối với hoạt động của doanh nghiệp của mình. Ngày xưa thì khi mà cái làm phát triển cũ ấy, là chúng ta làm xong một cái sản phẩm thì chúng ta mới ra marketing, chúng ta mới bán hàng, xong hỏi người dùng có thích không, thì 90% khách người dùng bảo anh không thích, thế là chúng ta bị thất bại, quá trình R&D quá dài. Còn bây giờ với cách phát triển mới thì người dùng được tham gia rất sớm vào cái quá trình phát triển của ứng dụng. Và bản chất cái ứng dụng không bao giờ là có phiên bản cuối cùng,
họ liên tục cải thiện để nâng cao cái lượng người dùng hơn. Khi mà mình có ý tưởng này, rồi mình có cách thức triển khai, mình làm mọi thứ rất là ok rồi, thì đến bài toán quan trọng nhất là bài toán thực hành. Khi mà phát triển một sản phẩm ấy, thực sự là sẽ chia thành hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là bằng mọi cách nào đó mình phải hoàn thành cái sản phẩm đó nhanh nhất, một cái ứng dụng để người dùng có thể trải nghiệm được nó. Thì ở cái giai đoạn này này, bất kỳ một công ty nào đều gặp phải một cái khó khăn, đấy là thiếu về mặt nguồn lực. Tức là cái đội kỹ sư ấy, cái đội lập trình viên ấy là rất là thiếu ở Việt Nam. Và đấy cũng là một lý do làm giảm cái tốc độ phát triển của rất là nhiều startup ở Việt Nam lại. Và để có thể hỗ trợ thêm cho quý vị có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề nhân lực trong cái việc phát triển công nghệ, đặc biệt là theo cái xu hướng ứng dụng di động, chúng tôi mời các khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Các anh có nhìn thấy mình ở trong câu chuyện vừa rồi không ạ? Thực sự là đang thừa lượng mà lại thiếu chất công nghệ cao ạ? Tôi nghĩ rằng là bài toán đó không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở doanh nghiệp nhỏ. Tôi có may mắn là tôi đi tư vấn cho rất nhiều những doanh nghiệp lớn. Tất cả các anh ấy đều bảo rằng là Hưng ơi, anh chả thiếu tiền. Anh không thiếu khách hàng. Quan trọng là em giới thiệu cho anh những bạn giỏi về đây. Tôi cũng giới thiệu cho các anh, nhưng mà cuối cùng sau một thời gian thì lại không tìm được. Câu chuyện ở đây giỏi nó không chỉ là những cái người có profile rất là đẹp, đúng không ạ? Mà ở đây nó còn là phù hợp với cái bài toán của doanh nghiệp. Cái khó thực ra khi mình đi tìm một người, cái này đặc biệt cho anh Hiếu là rất là thạo, là không phải là không có người, mà bản thân chúng ta không biết chính xác chúng ta tìm người thế nào cho cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai mà mọi người hay gặp phải ấy, là khi mà biết rõ được cái nhu cầu rồi thì lại không biết tìm người ở đâu. Một bạn engineer, một bạn kỹ sư ấy, mà bạn ấy có thể là có năng lực tốt, là bạn ấy cần phải hiểu được những cái bạn đang làm. Và những cái bạn làm ra phải có giá trị với người dùng. Thì cái bài toán tuyển dụng nó lại còn khó hơn nữa. Còn câu chuyện là để chọn được người thì thực sự là với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, đều đang gặp phải. Và bài toán đó vô hình chung, mình tưởng là một bài toán mà nó không liên quan đến cái việc phát triển sản phẩm, nhưng nó lại là một cái rào cản làm giảm cái sự phát triển của rất nhiều doanh nghiệp. Và bây giờ cái giải pháp nào đó chúng ta sẽ cùng hỏi anh Hưng đi ạ. Rất nhiều doanh nghiệp nhìn thấy một doanh nghiệp khác làm một cái app và nói rằng là em ơi, em làm cho anh một cái app như vậy. Doanh nghiệp của họ có 2 triệu khách hàng, anh cũng có 2 triệu khách hàng, em làm cho anh 2 triệu khách hàng đi. Tuy nhiên thực ra doanh nghiệp đó có thực sự cần một cái app để cho 2 triệu người dùng hay không? Trong ngay trong tháng tới hoặc năm tới lại là một câu hỏi quan trọng hơn. Chúng ta có thể chỉ cần một cái app cho nội bộ dùng trước đã, để nó giải quyết được một số những vấn đề mang tính rất là cụ thể và cấp bách đã. Sau khi mình làm được bài toán đấy tốt rồi, bắt đầu mình mới mở rộng dần ra, mình phát triển dần lên. Bởi các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là startup, thực ra chúng ta không có nhiều lựa chọn, chúng ta cũng ít nguồn lực nên cần phải thinking rất là kỹ, phải chọn bài toán rất là đúng. Và khi chúng ta làm kỹ rồi, chúng ta làm đúng rồi thì chúng ta mới có hội để chúng ta đi phía tiếp, thì chúng ta vẫn đi đến cái đích của mình với một nguồn lực hạn chế. Vậy thì những lĩnh vực nào hiện nay sẽ có cái xu hướng dịch chuyển sang ứng dụng di động dễ nhất, tốt nhất và nên nhất? Tôi nghĩ rằng là thế giới hiện nay tất cả mọi thứ đều lên trên app. Cái điều mà tôi tin rằng là hiện nay gần như mọi ngành đều có thể sử dụng app để phát triển. Thế nên tôi cho rằng là bài toán với app hiện nay gần như là unlimited, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta phải xác định rất rõ là có mấy cái điểm như sau thì sẽ lợi thế. Thứ nhất, cái app hay là cái sản phẩm đấy nó phải thực sự tạo ra được cái giá trị cho người dùng. Cái điểm thứ hai á, là thường những sản phẩm nào mà có cái tính gọi là tương tác cao nhất có thể, ví dụ như là mua sắm, là shopping, tức là có cái tính lặp đi lặp lại daily. Cái thứ ba theo tôi lời khuyên cho rất nhiều doanh nghiệp, đó là những doanh nghiệp mà làm những dịch vụ non-physical product, giống như là tuyển dụng, như là tư vấn, như là ngân hàng, như là bảo hiểm. Thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần phải bán hàng sản phẩm vật lý mà. Thì đấy là những cái ngành mà các doanh nghiệp hoàn toàn có thể chuyển đổi cực kỳ nhanh. Vậy thì để mà có một cái sự dịch chuyển sang cái xu hướng ứng dụng di động có tốn kém không ạ? Và cụ thể là với TopCV thì tốn kém như thế nào? Bài toán của TopCV thì cũng chưa gọi là coi là một doanh nghiệp lớn trong việc ứng dụng rất là sâu về ứng dụng di động. Tuy nhiên là một bài toán của đối tác, của khách hàng thì lại đang rất hiện hữu. Và chúng tôi gọi đó là một bài toán $1,000. Mình rất khó để mình đo lường trong cái quá trình mình phát triển một cái ứng dụng của một doanh nghiệp tốn bao nhiêu. Nhưng mà cái mà mình đo được là cần bao nhiêu người làm nó. Và cái câu chuyện rất đơn giản thôi là với những bạn mà có kinh nghiệm và bạn ấy thực sự mà bạn làm tốt cho một doanh nghiệp thì mức lương của các bạn không dưới $1,000. Thế giới họ lại có một cách giải khác. Họ sẽ xu hướng là chỉ tìm những cái người rất là key thôi. Thế còn những cái phần ở bên dưới ấy, thì hiện nay ngay cả ứng dụng di động hay rất nhiều nền tảng, kể cả AI hay là cloud, nó có những cái service global cung cấp. Thậm chí các bạn có thể làm app ở trên những nền tảng của Google như là Firebase hay gì đó. Các bạn có thể làm ngay một cái app rất là nhanh. Cái app đó cũng đã có đầy đủ những cái tính năng cơ bản
xây dựng được một cái tính năng như doanh nghiệp có thể đặt bài toán ban đầu rồi. Và thực ra đấy là một cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp startup. Lúc này đây thì tôi, anh Hưng cũng như anh Hiếu còn đang ngồi với nhau nói về cái câu chuyện là xu hướng, rồi cái tính tất yếu, rồi cái tầm quan trọng, cũng như là cách làm thế nào để giúp cho các startup có thể tìm tới cái xu hướng ứng dụng di động. Thế nhưng mà trên thế giới thì họ đã có một cái cụm từ, đó là hệ sinh thái di động. Và có lẽ là chúng ta, trước khi chúng ta cùng nói về chủ đề này, thì chúng tôi mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là hệ sinh thái di động trên thế giới như thế nào. Nói không hoa, một khi người dùng đã chạm vào hệ sinh thái của Apple thì sẽ không bao giờ muốn rời đi. Tất cả các sản phẩm của Táo Khuyết đều có thể kết nối và đồng bộ với nhau trong một hệ sinh thái. Dù nó có đang sử dụng hệ điều hành là macOS cho máy tính, watchOS cho đồng hồ thông minh hay iOS cho điện thoại. Đó là cách mà Apple giữ chân người dùng và cũng là cách mà họ kiếm thêm hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Những ưu điểm có thể dễ nhận thấy nhất trong hệ điều hành của Apple đó là gọi điện, nhắn tin, copy paste văn bản được chuyển tiếp mượt mà giữa điện thoại và máy tính. Tính năng AirDrop cho phép gửi file rất nhanh giữa các hệ điều hành khác nhau. Quay màn hình điện thoại cũng thật sự dễ dàng. Samsung cũng là một trong số ít những nhà sản xuất đang sở hữu một hệ sinh thái di động tương đối đầy đủ, bao gồm nhiều thiết bị hỗ trợ nhằm tạo ra những trải nghiệm hoàn thiện nhất về mặt giải trí và sử dụng cho khách hàng. Mới đây nhất, tại buổi giới thiệu Galaxy Note 10, Samsung cho biết đã hợp tác với Microsoft để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho thiết bị có tên Samsung Deck, biến smartphone thành máy tính để bàn khi kết nối với màn hình ngoài. Giờ đây, người dùng có thể đồng bộ Galaxy Note 10 với máy tính Windows cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra, các ứng dụng của Microsoft như Your Phone, Outlook và OneDrive cũng sẽ hoạt động tốt hơn trên smartphone Galaxy của Samsung. Tiến tới xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm như của Apple là điều mà gã khổng lồ di động Samsung của Hàn Quốc đang muốn hướng tới. Theo các khách mời ạ, liệu chúng ta có cần thiết phải xây dựng một cái hệ sinh thái di động như vậy hay không ạ? Phải nói một câu chuyện này để mọi người hiểu là hệ sinh thái nó vai trò gì. Cứ mỗi năm Apple lại ra mắt những cái sản phẩm mới. Có người khen, có người chê, nhưng tôi biết chắc chắn có một lượng không nhỏ, vài triệu người chắc chắn mua cái iPhone đầu tiên luôn đó. Mọi người bảo đấy có phải là những khách hàng hâm mộ Apple không? Cũng có, nhưng người này không phải, mà là những cái người viết cái ứng dụng trên cái điện thoại Apple. Vì họ đang kiếm tiền ở trên cái ứng dụng đấy. Họ buộc phải mua cái điện thoại Apple mới để họ cập nhật cái ứng dụng của mình. Và sao chính họ lại đi marketing cho Apple là người dùng ơi, dùng cái Apple mới đi, vì ứng dụng của tôi vừa mới cập nhật trên cái chuyện này. Và Apple có ngay khoảng hàng triệu các developer. Họ vừa đi mua sản phẩm của Apple và họ vừa đi quảng bá cho sản phẩm đấy. Và như vậy vô hình chung đã biến những người đó trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái Apple. Nó trở thành một cái sự sống còn, chứ nó không chỉ là câu chuyện là cho vui, cho happy nữa. Và đấy chính là vì sao phải cần hệ sinh thái. Tôi đã tham gia vào cái thị trường phát triển ứng dụng di động cách đây khoảng 7-8 năm rồi. Và tôi có một cái thống kê, ít nhất là với những cái ứng dụng mà mình đã từng phát triển và những cái gì mà mình nắm được, thì bất kỳ một ứng dụng nào, trừ những cái ứng dụng mà mang tính chất tương tác xã hội rất cao như là Facebook, còn lại thì cái tỷ lệ mà cài và gỡ ấy, thường nó rơi vào khoảng gần 50%. Thì để mình nhìn được một góc độ nữa là cái chi phí để mình có được một người dùng cài cái ứng dụng di động nó rất là đắt. Nhưng mà cái xu hướng những cái người mà đã cài app xong họ gỡ đi, nếu họ không thấy có giá trị, gần như họ sẽ không cài lại. Đấy là cũng là một lý do tại sao mà rất nhiều công ty dù muốn hay không, có nguồn lực hay không, cũng phải nghĩ và dần dần có một cái xu hướng là làm sao để phát triển một cái hệ sinh thái hoặc là những cái app nó có tính chất liên kết với nhau để tận dụng được cái tập người dùng đang có. Nếu chúng ta có một cái hệ thống smartphone mà dành cho thị trường của chúng ta và chúng ta có những cái thỏa thuận được với các công ty lớn trên thế giới, nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu lớn trên thế giới như là Google hay là Apple, thì hoàn toàn chúng ta có thể triển khai những cái kho ứng dụng của người Việt. Hiện nay thì tất cả điều đó thì chúng ta đều phải lệ thuộc vào Google cũng như là Apple là hai cái nhà cung cấp chính, hoặc là Microsoft. Dẫn đến rằng là cái việc mà duyệt cơ chế của ứng dụng thì là theo luật chơi của họ. Chúng ta có thể thấy rằng là lên App Store rất khó. Họ để file rất là nhiều hướng, rồi thì là cái thời gian chờ đợi rất là lâu. Những cái sự lệ thuộc đó sẽ làm chúng ta bị kém chủ động hơn và cũng khó định hướng phát triển hơn. Ví dụ như trường hợp của Huawei chẳng hạn, nếu như bị Android họ cấm, người dùng sẽ cảm thấy chán và không muốn sử dụng cái smartphone đó. Trên các cái chợ đấy thì ứng dụng quá nhiều, hàng triệu ứng dụng, và chúng ta không biết đâu là ứng dụng tốt, đâu là ứng dụng không tốt. Nhưng mà về cơ bản có nhiều doanh nghiệp rất là nhỏ, ứng dụng rất là tốt, họ không thể có tiền để chạy quảng cáo và họ cũng không thể được gợi ý ngay lên trên các hệ thống chợ ứng dụng. Cần phải có một cái định hướng, một cái chủ trương chung
nếu như không có nói là từ quốc gia thì nó là từ một cái hiệp hội, các doanh nghiệp họ phải ngồi với nhau để họ cùng phối hợp với nhau. Bài toán mà đặt ra một hệ sinh thái ứng dụng cho người Việt, cá nhân tôi đánh giá thì nó còn hơi sớm. Bởi vì để build được một hệ sinh thái cho di động thì thực ra ngoài Mỹ, ngoài Nga, ngoài Trung Quốc ra thì rất khó có cái quốc gia nào có đủ cái tiềm lực. Tôi nghĩ bài toán cụ thể hơn đối với những doanh nghiệp đó là chúng ta nên tận dụng, nên ứng dụng những cái mà chúng ta đang có thưởng được hệ sinh thái đó. Khi mà mình tận dụng, mình siêu như những app như Top CV rồi thì có một thứ mà chúng ta phải giữ. Và thứ này nó sẽ là cái nguyên liệu để sau này mình có muốn build hệ sinh thái hay không. Đó chính là data. Vì sau này mình có muốn build sinh thái thì mình cũng phải cần cái dữ liệu đấy. Nếu mình không có cái đấy thì mình build lên một sinh thái thì mình đi vay mượn dữ liệu của người khác ấy, thì mà ngày đẹp trời nó giống như là hết xăng hết dầu ấy, thì người ta không biết làm gì. Và thực ra doanh nghiệp càng bắt đầu sớm trong việc ý thức giữ được cái lượng data đó thì chúng ta càng có lợi thế so với những doanh nghiệp vào sau. Tôi nhìn nhận ở góc độ là để phát triển được một hệ sinh thái ấy, cái cách tốt nhất và đơn giản nhất là các doanh nghiệp ở Việt Nam hãy phát triển thật nhanh, thật nhiều những cái ứng dụng giải quyết bài toán cuộc sống. Cái này thì tôi rất là đồng ý với anh Hưng. Khi mà mình đã sử dụng iPhone, mình đã sử dụng các cái thiết bị ví dụ như là Android chẳng hạn, Samsung, thì mình mặc định là mình đã chấp nhận là toàn bộ cái luồng thông tin dữ liệu của mình đã lưu trữ ở trên máy chủ của họ rồi. Cái việc đó thì chắc là mình sẽ không thay đổi được một sớm một chiều, nhưng hoàn toàn mình có thể làm là trải nghiệm của người dùng qua những cái ứng dụng lại là của người Việt Nam. Thì chúng ta có cơ hội để chúng ta lưu giữ lại được những cái thông tin đó. Và từ đó thì tất cả các doanh nghiệp, nếu chúng ta có sự liên kết với nhau, thì chúng ta lại vẽ được một cái bức tranh toàn cảnh. Và lúc đó nó sẽ định hình dần một cái câu chuyện là hệ sinh thái nội bộ trên nền tảng một cái hệ sinh thái đã có sẵn. Thì đấy là có lẽ là cái cách mà chúng ta hay nói vui là đi tắt đón đầu, nó là như vậy. Tôi khá đồng ý với quan điểm của anh Hiếu về chuyện này. Thực ra gần đây ở Việt Nam đang xu hướng đẩy mạnh rất nhiều các cái ứng dụng nó gọi là mạng xã hội. Tôi cho rằng là để đánh nhau được với Facebook hay là với những cái mạng xã hội super app khác thì nó không easy trong một sớm một chiều. Và nếu chúng ta cứ cố gắng làm giống họ thì cơ hội win của chúng ta rất là thấp. Nó phải tạo ra được một cái giá trị core value nào đó. Thế thì có một cái điều mà hiện nay ngay cả Facebook và rất nhiều mạng xã hội của nước ngoài không làm được, đó là danh tính thật. Chúng ta rất dễ bị một ai đó fake một cái danh tính của chúng ta, và chúng ta rất là khó để kiện người khác để trả cái danh tính đấy. Nhưng nếu cái mạng xã hội đấy của người Việt Nam, chúng ta rất dễ biết được đây có phải là của anh Hiếu hay của tôi hay của chị Vân không, bằng việc chúng ta có ID, chúng ta có chứng minh thư. Khi mình đã identify được cá nhân mình á, thì những cái giao dịch trên mạng xã hội hoàn toàn có thể biến thành giao dịch thực tế giống như ngoài đời. Nhưng điều quan trọng hơn đó là những cái dịch vụ thực sự dịch vụ công á, từ việc làm thủ tục hành chính cho con đi học, nếu có thực sự cái mạng xã hội mà người Việt thật như vậy á, thì đó là thứ mà Facebook không bao giờ làm được hoặc cực kỳ khó để làm. Và chúng ta dùng cái core mà duy nhất chúng ta có được đó, với cái data được đó, để chúng ta build dần hệ sinh thái của Việt Nam. Còn anh có một cái lời khuyên nào đó dành cho các startup khi mà cũng có cái mong muốn và cái ý định là sẽ dịch chuyển sang cái ứng dụng di động? Tôi thì tôi cho rằng là hiện tại ở Việt Nam mình đang phát triển rất là nóng cả về kinh tế và cái môi trường kinh doanh. Thì đấy là cái cơ hội rất là tốt, và đâu đâu cũng nhìn thấy có vấn đề. Mà khi có càng nhiều vấn đề thì đấy là cơ hội để chúng ta nhảy vào, chúng ta giải quyết. Mọi người hãy cố gắng tập trung làm tốt một việc, giải quyết triệt để vấn đề đó và làm tốt nhất. Và sau đó chúng ta hãy nghĩ những bài toán xa hơn là bài toán phát triển hệ sinh thái rồi những cái nó to lớn. Hoặc là chúng ta có thể kết nối với nhau, mỗi người một việc, một dịch vụ để ghép lại một cái bức tranh tổng thể. Và nếu có thể thì chúng ta hãy bắt đầu vào càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ rằng là một trong những cái điểm mạnh nhất hiện nay, giống như tôi nói ngay từ ban đầu ạ, 70% người dùng của chúng ta thì đang sử dụng điện thoại di động, và hầu hết thì đều là các smartphone, và đấy chính là một trong những cái lợi điểm để giúp cho các startup của chúng ta sẽ có thể kích hoạt nhiều hơn nữa những cái nhu cầu, những cái mong muốn của người dùng, để họ kích thích nhu cầu của họ và tìm tới những cái ứng dụng thực sự đem lại cái giá trị đích thực. Một lần nữa xin được cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị cũng đã có một cái nhìn toàn cảnh hơn về xu hướng ứng dụng di động tại Việt Nam chúng ta. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.